Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì là mùng 3 rồi. Một cái Tết mà 30, mùng 1, mùng 2 cho mùng 3 xong thì chúng ta giống như là với những người lớn thì nó gần như là đã xong cái Tết rồi đó. Nhớ hồi còn nhỏ đi học mà nghỉ Tết thì tới khoảng mùng 3 là bắt đầu thấy hơi tiếc tiếc rồi, là chuẩn bị đi học trở lại rồi. Còn ở dưới quê của Huy thì 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì đã khá là vui, rất là vui. Nhưng mà tới cái qua mùng 3 xong hoặc là qua mùng 2 thôi thì người ta lại đi khắp mọi nơi. Có người thì về quê, có người đi thăm họ hàng, có người thì trở lại thành phố để mà chuẩn bị bắt đầu làm việc, nghỉ ngơi một ngày gì đó, rồi sau đó người ta vô làm việc rồi. Cho nên là mùng 3 là giống như cái thời điểm đánh dấu, với nhiều người là nó đánh dấu một cái bước, cái ngày cuối cùng của một cái Tết rồi. Trong một cái ngày như thế này thì Huy đem đến cho mọi người một tác phẩm, một sáng tác của cây viết trẻ Hạc Hiên, một tập truyện đầy tính nhân văn. Và nó khi mà đọc cái chuyện này thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái nỗi buồn man mác của những cái người của những cái tình đồng loại với nhau. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Lạc, tác giả Hạc Hiên nha. Tám giờ năm tám, trời đêm se lạnh, liên tục thổi những luồng gió vào gáy người đi đường. Thời tiết của những tháng gần Tết trở nên khó chịu đến mức cứ độ dăm ba bữa lại làm cho người ta hắt xì, sổ mũi, cảm cúm liên tục. Hai bên đường con phố tấp nập người qua kẻ lại, ánh đèn xe chiếu sáng như những ngôi sao di động chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Những bóng áo xanh đỏ tím vàng kề cạnh nhau, tưởng rất gần mà cũng rất xa. Chắc là gần khoảng cách nhưng lại xa về tấm lòng. Không biết ở những nơi khác như thế nào, còn ở Bến Cát thì tầm 8 giờ đến 9 giờ là thời điểm công nhân tan ca trở về nhà. Dù trời lạnh nhưng khu chợ tự phát ở đây vẫn còn rất nhiều người đang dạo chơi hay mua sắm. Hình như do đông người nên không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Trận dịch vừa rồi làm cho người ta cảm giác như bị cuốn đi hết mấy phần sức sống của một thị xã đang trên đà phát triển. Sau khi lệnh giãn cách được gỡ, họ bắt đầu tích cực tăng cường những hoạt động sống để bù lại hơn 3 tháng bị chăn trào, nhốt ngay tại trong nhà của mình. Hậu em lê từng bước chân mệt mỏi, dậm lên những chiếc lá khô rơi rớt hai bên dọc đường. Kiếp làm công nhân sống ở đáy xã hội, mấy ai quan tâm. Từng dòng người vội vã lướt qua nhau, đi lạc trong đó là những mảnh đời bất hạnh, cùng vô số những câu chuyện vội vã chẳng muốn nghe. Chàng thanh niên 21 tuổi mặc áo xanh bước từng bước về phía ngã rẽ. Đầu đường này có mấy cái quán lẩu đang rộn rã tiếng cười. Thực khách và những tay nhậu dâng chén, nâng ly chúc mừng cho một cuộc vui vừa mở và chóng tàn. Lâu lâu sát bên tai lại vang lên tiếng trao bán hàng của mấy xe bán trong chạy ngang. Cuộc sống bộn bề, ai cũng có công việc mưu sinh và những cuộc vui riêng, đâu rảnh để ý tới nhau. Hậu em cũng không ngoại lệ. Đôi lúc anh cảm thấy mình sống lạc với thế giới này, thỉnh thoảng cảm giác không hiểu rốt cuộc mình sống vì điều gì và đang cố gắng vì điều gì. Anh trẻ vào đường NB6, bước thêm mấy bước nữa là tới cổng nhà trọ. Hậu em bước vào bên trong, đến cửa phòng 11 thì mở cửa đi vào. Căn phòng sáng đèn, bên trong bài trí khá đơn giản. Có tủ áo, bàn làm việc, nệm, một cái bàn nhỏ với vài món đồ cá nhân. Hôm nay làm về trễ mà trời thì lạnh, hậu em quyết định tắm trước rồi mới tính đến cái bụng đói đang đánh trống biểu tình. Thấy bộ quần đùi áo thun cho cái lạnh tê tái ngấm vào cơ thể, bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ muốn chui thẳng vào nệm rồi nằm ngủ đến sáng mai đi làm tiếp. Hình như không chỉ với công nhân mà với những con người làm công ăn lương, cuộc đời chỉ là một vòng tròn lẩn quẩn. Đang định tìm mì nấu
thì anh chàng phát hiện ra hết mì rồi. Xui thế không biết. Thế là anh lại phải lọc cọc ra ngoài mua. Gần như mì gói đã gắn liền với cuộc sống của hậu em. Tháng nào anh cũng mua một thùng để sẵn ở nhà trữ, làm từ 7 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối mới về nhà. Một thanh niên đang sống một mình đâu có siêng đến độ cứ đều đều 5 giờ dậy nấu cơm để đến chiều ăn chứ. Có mấy lần anh cũng thử làm siêng dậy sớm nấu cơm, nhưng đến cả ông trời cũng không cho phép anh làm điều đó. Thời tiết bến cát ban ngày thì oi bức, đêm đến thì lại lạnh, không thể tả được, làm cho đồ ăn mau ôi thiêu. Mấy lần không thành, rồi phải đem đổ. Hên là bà chủ trọ hay lấy cơm thừa của các phòng về phơi khô cho gà ăn, nên hậu em cũng đỡ cảm thấy bản thân của mình phí phạm. Anh cũng thôi không nấu nướng gì nữa, mà cứ nấu mì gói. Lâu lâu bạn bè rủ trê thì ra quán ăn, hoặc nghỉ ở nhà thì mới nấu hẳn một bữa cơm thịnh soạn. Anh vội xỏ cái quần dài vô, mở cửa phòng, rồi khóa cửa lại cẩn thận. Gần Tết cho nên trộm cắp dữ lắm. Trong xóm trọ mất tới tận 3 chiếc xe, nên anh cũng phải đề phòng. Dù rằng hậu em cũng chẳng có gì để mất. Lắm lúc anh suy nghĩ, ăn trộm vào phòng của mình thì lấy cái gì? Quần đùi, áo thun về làm dẻ lau, hay là nồi niêu son chảo về bán sắc dụng? Có khi nó thấy mình nghèo quá, cho tiền lại mình cũng không chừng nữa. Anh vừa cho hai tay vào túi, vừa đi lên đầu đường. Ngang qua quán cơm Bích Thủy, mùi hủ tiếu bốc lên thơm phức, bay ngang cánh mũi, cuốn hút người đi đường. Hậu em cũng định trễ vào quán đánh chén một tô đó chứ, nhưng hai cái túi trọng không, đã cảnh tỉnh anh rằng mau mau mua mì, rồi về đập trứng mà nấu ăn đi. Anh chàng vỗ vỗ vào cái bao tử đang kêu la ầm ĩ, rồi thầm than: ngoài đường nhiều cám dỗ quá, túi tiền dễ bốc hơi, nên phải nhanh về thôi. Hậu em rẽ tay trái, đi xuống một tiệm bách hóa dựng hay mua đồ. Mua triết đến cả chủ quán cũng chai mặt. Mà vì chai mặt quá nên có khi còn được cho mua thiếu hôm sau trả nữa. Vừa mới bước tới cửa, chưa kịp cởi dép vào trong thì đã nghe tiếng bà chủ quán hỏi: mua mì hả? Hậu em thấy chắc cũng không cần phải bước vào trong làm gì, nên nói luôn: dạ đúng rồi dì, lấy con thùng mì gấu đỏ đi. Bà chủ quán chạy vào trong, bê một thùng mì gấu đỏ ra. Hậu em từng ăn qua rất nhiều loại mì gói, cuối cùng vẫn là gấu đỏ đứng vững ở ngôi vị số 1 trong lòng anh. Bà chủ đưa thùng mì, anh chàng hỏi: hết nhiêu vậy dì? Người đàn bà không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: 6-8 ngàn con. Hậu em moi tiền từ trong túi quần, gom lại từng tờ 1-2 ngàn đã xếp gọn gàng ra, đếm để trả tiền. Bà chủ cầm lấy tiền cũng không đếm lại thêm một lần mà bỏ vô trong tủ luôn. Khi người ta đã quá quen nhau thì ở họ xuất hiện ra một lòng tin, khiến cho họ có thể bỏ qua những việc nhỏ nhặt. Hậu em hai tay ôm thùng mì, không biết rằng từ bao giờ phía sau lưng đã có một thằng nhóc bán vé số dắt theo một đứa bé gái. Cú xoay người làm khuỷu tay của anh vô tình thụt trúng vào mặt thằng nhóc. Hậu em vội vàng quay lại: Nè, hai đứa có sao không? Thằng nhóc xích xoa vì đau nhưng vẫn lắc đầu. Đứa em gái đứng sau lưng nó lên đến nhìn, con mắt phải dị dạng, không chút động đậy, tay nó bám chặt vào áo của anh. Tướng tá hậu em không to nhưng khá cao. Thằng nhóc nhìn lên tự dưng cảm thấy sợ hãi. Đôi tay một bên xách theo cái giỏ tối màu, tay kia cầm sắp vé số trung trung. Có lẽ vì sợ anh sẽ làm gì nó nên nó vội vàng xin lỗi trước. Dạ con xin lỗi. Hậu em nhìn thằng bé đang cúm núm cúi đầu, cứ như thế này thì không khéo người ta nhìn vô lại tưởng anh ăn hiếp con nít mất. Dù sao thì cũng là lỗi của anh trước, lại vô tình làm cho hai đứa trẻ phải sợ. Sự dịu dàng hiện lên trong đáy mắt của người thanh niên gầy guộc, trong con người đen lấy, hình như còn biểu thị rằng anh còn có thể hiểu thêm được chuyện gì đó, nhưng anh chẳng muốn nói thành lời.
Hậu em quỳ một chân xuống, đưa tay nắm lấy cánh tay của thằng nhóc, ra chiều quan tâm hỏi thăm. Nè, hai đứa có sao không? Cho chú xin lỗi nha. Nhận thấy người thanh niên trước mặt không có chút ác ý, thằng bé mới đỡ sợ hơn một chút. Nó lắc lắc đầu, góc áo vẫn bị con em nắm chặt. Dạ con không sao. Ngưng lại một chút, nó đưa ra sắp vé số bên tay phải. Chú mua giúp con một tờ đi chú. Hậu em đen mặt, miệng muốn bật cười nhưng cố kìm lại. Thằng bé này cũng tranh thủ cơ hội thật sự, nhưng mà làm sao có thể từ chối được. Hậu em cầm sắp vé số, bóc đại một tờ. Thằng nhóc cũng chờ đợi. Nhưng đời có bao giờ như là mơ. Lúc mò đến hai túi thì tiền đã hết nhẵn. Dù có hơi quê, nhưng anh cũng phải chịu thua trước hoàn cảnh này. Đã nghèo còn mắc cái eo. Chàng thanh niên thành thật nói với hai đứa trẻ đang chờ đợi ở trước mặt. Bữa nay chú không có mang theo tiền dư. Hôm khác gặp lại chú mua bù cho nghe. Thằng bé thấy hai túi quần của hậu em đúng là không còn một đồng xu cắt bạc nào thật, mới chịu tha cho anh. Đôi mắt nó buồn bã, đôi tay dẫn theo đứa em gái nhỏ bị tật ở mắt mà bước đi tiếp. Hậu em nhìn theo bóng lưng của thằng nhỏ, trong lòng cũng không thấy có gì xót xa mấy. Đời mà, có mấy ai quan tâm đến nhau khi người ta chỉ là người qua đường, hay chỉ phớt lờ qua nhau cái nhìn rồi bước đi. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Cầm thùng mì trả bước về xóm trọ, tranh thủ bật bếp nấu một gói mì ăn cho đỡ đói. Hậu em một tay cầm trứng, một tay cầm dao, canh cho nước vừa sôi là bỏ rau cùng với gói gia vị vô. Lát sau lại chờ chảo dầu sôi rồi đập trứng làm món ốp la. Đúng 15 phút sau, một tô mì nóng hổi ra lò. Anh cầm hai miếng vải bê nồi mì đang nghi ngút khói ra khỏi bếp. Đúng lúc đang lây quay định tìm cái ghế nhựa đặt tạm nó lên, thì bên tai vang lên tiếng động trơi trớt của đồ vật. Cốp một tiếng. Âm thanh vang lên tuy không chắc chúa, nhưng đủ làm cho người ta xót lòng. Hậu em nhìn về chỗ phát ra tiếng động. Con mèo trắng hoảng sợ, vội vàng phóng như bay ra cửa sổ rồi chạy đi mất. Chính nó là thủ phạm gây ra cái vụ rơi dở đồ đạc vừa rồi. Chắc có lẽ mùi mì cùng trứng chiên đã dụ dỗ nó chạy sang đến tận đây, liều lĩnh xông vào phòng của kẻ lạ mặt. Đến khi hậu em bê tô mì lên, làm con mèo hoảng sợ mà bỏ chạy, vô tình làm rơi đồ của anh. Cây đàn cò nằm chổng chơ trên sàn nhà. Ánh mắt hậu em mang theo quá nửa sự chán ghét, đến độ chẳng thèm dựng nó lên. Ăn xong tô mì, hậu em dọn dẹp sắp xếp lại chỗ ngủ, cũng tiện tay dựng cây đàn cũ kỹ lên. Ở đời có ai như anh không? Có cây đàn được ông truyền, cha nối, đến tận bây giờ lại truyền sang cho anh. Người ta coi nó là cái nghiệp, mà nghiệp là phải làm đúng cái nghề đó. Thế nhưng hậu em cầm theo đàn không phải để hát hay là để kiếm sống, chỉ để đó lấy mắt nhìn. Ngày làm công, tối về ngủ, ai sống sao mặc ai. Châm điếu thuốc ngồi phì phèo ở ngoài cửa, hậu em nhìn những căn phòng trọ đang đóng kín. Cuộc sống của họ gói ghém hết trong mấy mét vuông đi thuê. Trước cửa nhà trọ có bóng dáng cô thiếu nữ tóc dài đang ngồi trên bậc thềm. Cô có như anh không? Ngẩng mặt nhìn trời hay nhìn đời đang chảy? Người ta bảo cuộc đời của con người cũng như một điếu thuốc, ngắn ngủi dễ gãy và cũng dễ tàn. Không hút nữa thì cứ dụi cho tắt ngấm đi, như cuộc đời nhiều lúc trẻ ngang. Hút thuốc xong, anh chàng đóng cửa ngủ một giấc đến sáng. Hôm sau dậy lại bắt đầu đến công ty làm. Một ngày lại nhanh chóng trôi đi, hậu em lại trở về nhà. Hôm nay có phần về sớm hơn vì không phải tăng ca. Cả tuần hiếm được ngày nào về sớm. Anh cùng một vài người bạn quen hẹn nhau ra quán nhậu trước ngõ của nhà trọ đánh chén một bữa no say. Không phải dễ dàng gì mà hậu em đi ăn cùng bạn bè,
Chẳng qua là vì thằng bạn bảo nó bao chầu này nên anh mới đi. Chứ nghèo đến nỗi không có tiền mua vé số thì làm sao dám ăn sang cho được. Tiếng ồn ào vang mãi bên tai, tiếng nói tiếng cười vọng về từ các bạn khác. Hậu em cầm ly bia đưa lên theo tiếng hô 1, 2, 3 của những người bạn ngồi xung quanh. Bàn ghế xếp thành hàng, những nồi lẩu sôi lên sùng sục làm cho người ta không khỏi đói bụng. Tiệc đang vui thì bỗng bên tai anh vang lên tiếng nói quen thuộc. Chú ơi chú, mua giùm con đi chú. Hậu em quay sang, đứng kế bên anh là thằng nhỏ hôm nọ. Nó dẫn dắt theo đứa em bị dị tật ở mắt đi bán. Một tay nó nắm lấy tay con em đang núp phía sau, tay kia cầm trổ kẹo cao su trung trung đưa lên dị nặng. Hôm qua và hôm nay gặp lại nó nhưng có hơi khác nhau. Hậu em phát hiện ra trên mắt nó có vết bầm đen do ai đánh. Cơ mà anh cũng không rảnh rỗi đến nỗi hỏi nó là do ai. Thằng nhóc thấy anh cứ nhìn nó mãi mà chưa chịu mua, liền lên tiếng nhắc lại. Chú ơi, mua cho con đi chú. Hôm bữa chú có hứa mua vé số cho con á, giờ chú mua kẹo cũng được. Thế mà trí nhớ của nó tốt thật, cứ tưởng nó quên mất anh rồi. Hậu em không nói gì, cầm một thanh kẹo lên rồi đưa tiền. Thằng nhỏ vui vẻ, những người khác không mua mà xua nó đi. Nó dắt đứa em gái mù lòa, chẳng rõ đang đi về đâu. Hậu em nâng ly bia, tiếp tục cuộc vui cùng với bạn bè. Con người là vậy, ai lỡ lướt qua nhau thì cũng không mấy bận tâm về mảnh đời của họ, chỉ khi thật sự gặp họ nhiều lần. Khoảng 11 giờ khuya, khi bàn nhậu đã chẳng còn ai có thể uống nổi, hậu em đứng dậy trả bước ra dậy. Vì thằng bạn đã hứa bao chầu này nên nó cũng trả tiền trước, anh cứ thế bước ra ngoài. Lúc tới quán là bạn chở, lúc về lại đi bộ vậy. Mỗi người một hướng không cùng đường nên phải đi bộ thôi. Chuyện này cũng không còn quá xa lạ với anh. Vừa bước ra khỏi quán, phóng tầm mắt đi xa, chợt anh thấy hình ảnh nhỏ bé quen thuộc. Hậu em đứng nhìn theo một chút, hình như là thằng nhỏ ban nãy cùng với đứa em gái của nó. Hai đứa nó đi từ quán này sang quán khác, cũng đang tiếp tục công cuộc mưu sinh trên con đường về nhà của anh. Anh đi theo chúng nó, không phải, là anh đi về nhà cùng đường với hai đứa nhỏ. Hai đứa cũng không biết vị khách lúc nãy nó mời chào đang đi sau lưng. Khi đến nhà trọ, anh rẽ vô, hai đứa thì đứng dưới ánh đèn đường tại một ngã quẹo tối tăm. Hậu em ghé mắt nhìn theo, xa quá nên chúng không thấy anh là phải. Tại chỗ đó có một thằng thanh niên đang đứng chờ và ra dấu. Thằng nhỏ bỏ trổ kẹo cao su xuống đất, môi hết tiền trong túi quần ra. Chẳng chờ thằng nhỏ đưa, thằng thanh niên giật hết rồi đếm từng tờ một. Đứa em gái nép sau lưng anh nó chẳng dám ngước mặt nhìn. Sau khi đếm xong, nó còn nói thêm gì đó với thằng nhỏ rồi mới bỏ đi. Thằng bé buồn bã bưng trổ kẹo lên, đi ngược theo con đường lúc nãy. Hậu em thấy không có chuyện gì nữa thì cũng không quan tâm, đóng cửa nhà trọ rồi về phòng. Không phải chuyện của mình thì mình không quản. Sống như vậy, triết rồi điều đó cũng trở thành quy luật bất thành văn. Anh khép cửa phòng trọ, đóng kín cửa để mấy con mèo không trèo vô phá đồ, rồi mới đi tắm. Làn nước lạnh chạm vào da thịt, thức tỉnh tâm trí con người. Hậu em trở nên tỉnh táo hơn hẳn, dù ban nãy chỉ uống có 2 ly bia nên không có say. Anh không hiểu sao hình ảnh về thằng bé cứ ám ảnh trong đầu anh mãi. Hậu em vốn không phải là người hay chú tâm để ý nên thường không quan tâm đến người khác. Con người cũng không phải là thần thánh, cũng không thể phủ nhận hết những mặt tối hay là không tốt, chỉ là giấu nó đi và kìm hãm nó lại để nó không phô bày ra. Bụng đã no, người đã sạch, Hậu em bước ra ngoài đệm ngồi xuống, bật quạt cho khô người. Bây giờ cũng đã 11 giờ rưỡi. Anh tắt đèn nằm xuống nệm,
định ngủ mà cứ trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh thằng nhỏ bị lấy hết tiền cứ xuất hiện trong đầu của anh. Chắc đó cũng là lý do thằng nhỏ bị bầm hết một bên mắt. Anh ngồi bật dậy, nhìn mấy tờ tiền còn lại trên bàn. Tâm trí đấu tranh ghê gớm. Thân mình còn lo chưa xong thì lo cho ai chứ. Thế nhưng rồi cuối cùng, chút thiện lương đã thắng sự vô cảm trong con người anh. Hậu em bật dậy, mở cửa, cầm theo số tiền ra ngoài kiếm thằng bé. Mới có hơn nửa tiếng thôi nên chắc nó chưa đi xa. Ban nãy tiền của nó cũng bị thằng kia trấn lột hết, không tiền sao nó sống chứ. Nó còn có đứa em theo sau. Hai anh em làm sao mà cầm cự nổi khi trong người không có một đồng xu. Đứng trước đầu đường NB6, anh quyết định rẽ về bên tay trái, nơi có chợ và vô số những hàng quán chen nhau bán buôn. Hy vọng rằng sẽ gặp lại được thằng nhỏ cùng đứa em của nó, để có thể mua hết cả rổ kẹo, hay ít nhất cũng được mười mấy cái. Chỗ đó đông người, quẹo về bên phải lại thưa hơn vì đông nhà dân. Phía trước mặt những ánh đèn xe như những vì sao xa lấp ló lướt qua nhau. Về khuya nên cũng ít người hơn lúc chiều. Chỉ có những người đi chơi đêm, những thằng ăn nhậu mà ngày mai khỏi phải đi làm mới còn lang thang ở đây. Đa phần hàng quán cũng đóng cửa để chủ quán có thể nghỉ ngơi, ngày mai bán tiếp. Hậu em chợt thấy anh và khung cảnh phía trước gần như tách biệt. Có lẽ thằng bé và em gái của nó cũng vậy, cũng tách biệt với cuộc sống ồn ào của xã hội xô bồ này. Chắc nó giống anh, cũng đi lạc lúc bé và cam tâm lúc trẻ. Đôi chân anh mỏi mòn, đi mãi đã hơn nửa đoạn đường mà chẳng thấy nó đâu. Hậu em định từ bỏ, chắc nó đi xa rồi, hoặc tấp vào một chỗ nào đó nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi bán. Anh tự nghĩ như vậy để trấn an mình. Ngay cái giây phút vừa quay gót bước đi thì chợt một tiếng động phát ra trền trời phía sau lưng anh. Tiếng động đó đã làm giật mình cả những người trong nhà. Họ bật đèn mở cửa ngước ra ngoài nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Hậu em quay lưng lại đứng nhìn, cũng cố gắng phóng tầm mắt đi. Ở khoảng cách xa, cách hẳn hai ngã quẹo, nên dù đèn đường có sáng mấy, anh cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Bản tính không ham thế sự nhắc nhở anh nên quay về phòng trọ nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm. Nhưng sự tò mò đã nhấc chân anh lên, tiến thêm về phía trước. Những nhà xung quanh ùa ra đường, chỗ đó càng ngày càng đông hơn. Họ tụm lại thành một đám, tạo thành một vòng tròn quay quanh chỗ phát ra tiếng nổ ban nãy. Những lời bàn tán, xì xầm, những ngón tay chỉ trỏ. Hậu em chợt cảm thấy có điều chẳng lành, nên thay vì đi thì anh chuyển sang chạy bộ. Đến nơi, đám đông đã chen chúc nhau dòm đến độ chẳng thể thấy được gì nữa. Hậu em nghe tiếng gào khóc của trẻ con, nhưng không lớn. Chắc có lẽ tiếng nói chuyện của những người xung quanh đã át đi tiếng động bên trong. Anh không có chen đứng bên ngoài. Một số người trong đó la lên: "Trời, thằng tài xế tông hai đứa nhỏ đâu?" Một người khác trả lời: "Không thấy nữa, chắc tông xong chạy trốn mất rồi." Nghe đến chữ hai đứa nhỏ, Hậu em đứng bên ngoài mà lặng thinh. 10 phút sau, đám đông dần tan. Người nhiều chuyện và hiếu kỳ thấy không có việc của mình nên giải tán. Cảnh tượng trước mặt mới từ từ lộ ra trước mắt Hậu em. Người đàn ông đang cầm điện thoại gọi điện cạnh một đứa bé gái. Nó đang gào khóc mà bò lại chỗ cái xác bất động. Lòng đường nhựa đen tuyền, lạnh lẽo. Thằng nhỏ nằm im, người nó nghiêng sang một bên. Máu từ đầu nó chảy ra không ngừng. Máu chảy xuống mặt, xuống cổ, lan ra mặt đường, tạo thành một vũng lớn, làm ướt cả cánh tay đặt kế bên đầu. Hai mắt nó nhắm nghiền, toàn thân cũng có rất nhiều máu. Cơ thể trắng toát chẳng còn chút sức sống. Sự sống bỏ nó đi rồi. Thằng khốn nạn nào đó đã cướp mất đi sự sống
của thằng bé con khốn khổ rồi. 10 phút trôi qua mà chưa nghe tiếng xe cấp cứu. Chắc có lẽ lúc đó phát hiện ra thằng bé đã chết ngay tại chỗ, nên họ không gọi cấp cứu nữa mà gọi luôn công an. Và chắc có lẽ công an đang trên đường đến đây. Những hộ gia đình tốt bụng trông chừng thằng bé ngồi kể lại với nhau sự tình đã xảy ra. Chẳng ai biết gì, chỉ khi nghe tiếng động vang lên họ mới phát hiện ra mọi thứ. Con em gái ngồi co ro bên cạnh xác anh của mình. Nó định chạm vào nhưng lại bị cánh tay của một người đàn ông giữ lại. Nó gào khóc lên. Sự yếu ớt cùng với nỗi đau biến thành dòng lệ chảy tràn trên hai khóe mắt đỏ hoe. Những người xung quanh phỏng đoán có lẽ hai đứa nhỏ đang qua đường, thằng tài xế say rượu hoặc không thấy bọn trẻ nên đã tông phải chúng. Sau đó rồ ga bỏ chạy đi, để thằng bé nằm đây một mình. Chắc có lẽ là một chiếc xe tải nhỏ hoặc là xe ô tô. Hậu em ngồi lại bên ngã tư đường nghe hết mọi thứ. Mắt anh cứ nhìn về xác thằng bé lạnh lẽo nằm đó. Một bà dì tốt bụng tìm cho nó một chiếc chiếu rồi đắp lên. Người đi đường ngang qua nhìn vô cũng tự hiểu. Thế là một sinh linh nữa đã qua đời. Chỉ là có khi họ không biết người nằm đó là một sinh linh bé nhỏ vô tội, và quãng đời phía trước của nó còn đáng sống biết bao nhiêu. Công an đến và làm những việc cần làm, thu dọn hiện trường. Hậu em ngồi ở góc khó thấy nên cũng không ai để ý. Anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá và cái hộp quẹt, trút điếu thuốc châm lửa. Động tác hết sức chậm rãi và từ từ, biểu thị hình như hậu em vẫn còn muốn ở lại xem và quan sát sự việc diễn ra sau đó. Ánh mắt nhìn về phía trước quan sát mọi chuyện. Khói thuốc tỏa ra lan trong hư không rồi bị bóng tối nuốt chửng. Chưa đến mấy phút, những tia khói cuối cùng đã biến mất. Hậu em cảm giác như cuộc đời cũng mờ ảo và ngắn ngủi như vậy. Chí ít thì nó đúng với thằng nhỏ. Sau bóng lưng gầy guộc, không ai biết rằng có hai con mắt bé nhỏ đang nhìn vào cánh tay mình. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể lơ lửng, máu me đầy người. Từ nãy tới giờ nó vẫn đang cố gắng nhìn về phía bên kia đường, nhưng không được. Vì một lý do nào đó, nó không thể di chuyển ra chỗ có bóng đèn. Bóng lưng trước mặt đã che hết mọi thứ, không cho nó thấy. Trong đêm tối mịt mù, ánh đèn đường chiếu sáng những khuôn mặt của những con người lướt qua nhau. Nơi góc ngã tư có một người thanh niên ngồi trong góc tối, như ranh giới ngăn cách giữa xác chết trước mặt và linh hồn phía sau lưng. Anh ngồi dạng hai chân, cái lưng gầy khom về phía trước. Điếu thuốc cầm bên tay phải đã tàn hơn quá nữa. Hậu em đưa điếu thuốc lên miệng kéo một hơi. Bóng lưng của anh không che được trời, nhưng chí ít cũng ngăn được một hồn ma nhìn thấy cái xác của nó lúc chết. Mãi đến khi hậu em hút hết cả điếu thuốc, vứt tàn vào trong thùng rác đi về, thì công an mới xử lý xong mọi chuyện. Vị trí vụ tai nạn được vẽ lại tỉ mỉ, số thứ tự đánh rõ ràng trên nền nhựa đen tuyền. Vết máu hình như đã dần khô, đọng lại trên đường một màu đen đậm đặc, bốc mùi tanh tưởi thoang thoảng. Trong cơn gió thổi lên, cách cũng phải hai con đường, mùi máu tanh vẫn còn hòa trong đâu đó, làm cho hậu em cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh trở về nhà, tắm lại thêm một lần nữa, như muốn bản thân mình tỉnh táo hơn, cũng như muốn giúp bản thân mình sạch sẽ và gột rửa những ký ức đọng lại về vụ tai nạn ban nãy. Mới gặp thằng bé tầm khoảng hơn một tiếng trước, mà bây giờ đây nó đã vẫy tay nói lời tạm biệt với thế giới loài người. Trong lòng của hậu em tuy không hề có sự tiếc thương, nhưng vẫn có cảm giác ngột ngạt đến khó tả. Chắc có lẽ là vì anh đã gặp thằng bé trước khi nó chết, và khoảng thời gian từ lúc đó đến khi nó lìa trần quá ngắn ngủi. Mới gặp đây mà bây giờ đã mỗi người một nơi.
Huống chi nó cũng chỉ mới là một bông hoa vừa ươm nụ bị người ta vô tình ngắt gãy. Sinh lão bệnh tử là chuyện quá đỗi bình thường. Hỏi anh có cảm thấy gì hay không thì thật sự là không. So với từng ấy năm, với từng ấy chuyện hậu em đã gặp, cái chết của thằng bé cũng không là gì nếu đem so với những chuyện đó. Sau khi tắm xong, anh không ngồi bật quạt để khô người nữa mà dùng khăn lau khô. Sau đó chui vào trong chăn đắp mền đi ngủ. Xem chừng ngày mai có khi anh chẳng dậy nổi để kịp vợ đi làm, hoặc là đi làm trễ là đằng khác. Trên tường, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Hai ngày kể từ vụ tai nạn, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, từ các hoạt động sống đến sinh hoạt vui chơi. Dường như vụ tai nạn trong đêm đó đã biến mất theo thời gian và lu mờ trong tâm trí, dù vết vôi trắng vẫn còn ở đó. Cũng không ai bận tâm kể từ sau khi thằng anh chết thì số phận của đứa em gái mù lòa sẽ đi về đâu. Ngày sáng và dần trôi mau, ánh mặt trời mệt mỏi sau một ngày làm việc hết công suất với những con người cũng tất bật không kém. Những tia sáng cuối cùng bị bóng đêm đánh đuổi, đang cố chạy thật nhanh về phía mặt trời. Hoàng hôn như một cuộc chạy đua của bóng tối và ánh sáng. Nghe bảo đêm đến chính là thời gian của ma quỷ hoành hành. Người ta hay nói với nhau, đừng bao giờ quay lưng lại khi nghe tiếng ai đó gọi lúc đang đi trên một con đường vắng không người. Ma quỷ kêu gọi, nó đang chờ thời cơ để con người quay lại, sẽ thổi tắt ngay ba ngọn dương hỏa của con người, rồi xâm nhập vào thể xác, hoặc dẫn dụ người đó đi, và dắt chó mực đi tìm mới có thể tìm ra. Ánh đèn đường chập chờn, không hiểu sao đèn đường ngày hôm nay cứ chớp tắt liên hồi, lúc sáng lúc mờ. 12 giờ khuya, cái giờ mà đáng lẽ ra con người đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm, thì ngoài đường lại có mấy thằng ất ơ đi nhậu về ngang ngã tư xảy ra tai nạn. Trùng hợp theo một kiểu gì đó, hay trời xui đất khiến cũng không rõ nữa. Tùng, thằng thanh niên đã trấn lột tiền của hai đứa trẻ hôm nọ, đang chành choạng bước chân trở về nhà. Điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Nhà hắn ở cuối đường NB6, cùng một đường với hậu em. Hắn tình cờ gặp được hai đứa nhỏ, hứa sẽ cưu mang chúng. Nhưng thật ra việc hắn làm chỉ là trấn lột tiền thằng bé bán vé số kiếm được để đi rượu chè với đám bạn. Hôm thằng bé bị tai nạn, hắn cũng ở gần đó. Nghe tiếng xe, hắn cũng giống như bao người, vội vã chạy tới xem. Nhìn thấy thằng nhóc mình mới gặp vài tiếng trước đó, làm cho lòng hắn chết cứng đi. Rõ ràng vụ tai nạn không phải do hắn gây ra, nhưng lòng hắn lại vô cùng sợ hãi. Đôi mắt nhòe đi vì cơn say, đã lấn át cả lý trí. Tùng đi từ hướng bệnh viện Mỹ Phước trở về. Hắn đưa tay vịn vào thành tường lạnh toát. Trong cơn say, hắn không biết bản thân đang đi về hướng ngã tư xảy ra vụ tai nạn mà hắn đã cố gắng tránh né trong hai hôm qua. Đôi chân loạn choạng va vào nhau, gốc ngã tư dần dần hiện ra. Tùng cố gắng lê từng bước tiến về phía trước. Bất chợt bóng đèn lại chớp tắt liên hồi. Tùng dừng lại, tay vịn vào cột đèn bên đường. Cái đèn này hôm nay bị hư sao? Hắn ngước mắt nhìn lên, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt, làm mắt hắn cảm thấy đau rát. Tùng vội vàng cúi mặt xuống, chợt hốt hoảng la lên. Vì trước mặt hắn từ bao giờ đã xuất hiện ra một cái bóng đen mờ mờ. Bóng đen kề ngay sát mặt hắn, làm hắn giật mình ngã về phía sau. Cơn đau từ mông tràn lên, Tùng dụi dụi mắt, chớp mắt một cái nữa lại chẳng thấy ai.
men trụ theo tiếng la ban nãy cũng tiêu tán đi bớt một chút ít. Tùng từ từ đứng dậy, hắn phủi bụi còn vương trên người. Bây giờ mới nhận ra đây chính là ngã tư oan nghiệt của hai hôm trước. Tùng trung chảy, hắn cố trấn an bản thân mình. Đúng là thần hồn nát thần tính, đèn sáng trưng như vậy thì ma cỏ lấy đâu ra chứ. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì cái đèn đường tắt ngúm đi. Tùng hốt hoảng, ngơ ngác và bàng hoàng, cả con đường thế mà chìm vào trong bóng tối. Mẹ nó, công nhân gạt nhầm công tắc điện đèn đường sao? Cúp điện gì mà đúng lúc vậy? Hắn lục tìm xung quanh người xem có đồ vật gì để chiếu sáng hay không, nhưng làm gì có thứ gì chứ. Cái điện thoại duy nhất trong người đột nhiên mất tích không rõ lý do. Rõ ràng hắn nhớ lúc về đã kiểm tra điện thoại rõ ràng, bây giờ lúc tìm tay lại không vớ phải cái gì cả. Tùng đành mò mẫm trong đêm tối, ít nhất ánh trăng trên trời cũng soi sáng được chút ít. Hắn định sẽ gõ cửa nhà nào đó xin một cây đèn cầy hoặc đèn pin để rồi đi về nhà, hôm sau khỏi trả mà lấy luôn. Hắn đưa tay về trước, mắt cố gắng mở to. Dù gì cũng đang ở ngã tư, phải hết sức cẩn thận. Hy vọng đôi mắt đã mờ và đỏ ghê vì men trụ có thể nhận ra ánh sáng chói lóa của đèn xe nào đó mà tránh đi kịp thời. Tùng chẳng muốn giống như thằng nhóc hôm trước, một phút bất cẩn mà mạng sống gắn luôn với lòng được. Qua khỏi đoạn ngã tư nguy hiểm, hắn mới thấy lòng ngực nhẹ xuống. Quay người nhìn ra đằng sau, Tùng thấy ánh đèn đường giao thông chuyển đỏ, màu đỏ quỷ dị ám vào mắt của hắn. Đột nhiên chấm đỏ của cột đèn giao thông biến thành hai, rồi biến thành một đôi mắt. Hai đốm đỏ như hai con mắt vậy. Bên dưới hai con mắt đỏ ngầu đó xuất hiện thêm một cái miệng. Nó từ từ mở ngoét ra, để lộ bên trong là hàm răng trắng nhiễu nhão chất lỏng đỏ sền sệt. Tùng lại một lần nữa giật mình té ra đằng sau. Lần này bên tai hắn lại vang lên tiếng nói của một đứa trẻ ngay sau lưng. Trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Tùng càng lúc càng sợ hãi, quay đầu ra sau lưng. Thằng bé bán vé số với cả người đầy máu đứng sau hắn từ lúc nào. Thân hình bé nhỏ với cái quần áo nhào nát, máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống tới tận bụng. Người nó hơi nghiêng qua một bên, cánh tay siêu vẹo gầy guộc như xương khô. Đôi mắt nó đỏ ngầu nhìn hắn. Hắn sợ hãi đến mất cả lý trí và suy nghĩ, vội vàng vừa la vừa dập đầu li lịa. Tha cho tao, tha cho tao. Mốt tao mua giấy tiền vàng bạc đốt cho mày, tha cho tao đi. Đang cúi đầu lại liên tục vào nền gạch cứng thì chợt một cánh tay đặt lên vai, kèm theo một tiếng gọi làm cho hắn giật bắn mình. Nè. Tùng liền quay lại phía cánh tay ấy, đập đầu mạnh hơn nữa. Làm ơn ta. Chưa kịp nói được hết câu, bên tai hắn đã vang lên tiếng chửi của một người thanh niên. Cái thằng điên, đang đêm hôm tha gì mà tha, mày lại ở đây vậy? Nghe tiếng người không giống với tiếng nói ban nãy nữa, Tùng bây giờ mới dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, hậu em gầy guộc như thằng nghiện đứng trước mặt hắn. Tùng ngơ ngác, cả con đường sáng trưng. Hắn vẫn đang ở bên đây ngã tư và quỳ bên dưới cây đèn đường. Tùng một lần nữa ngạc nhiên, ngã tư này làm gì có cột đèn giao thông chứ? Thấy mọi thứ đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hậu em đứng trước mặt hắn còn nhìn hắn với ánh mắt như một thằng nghiện nhìn một thằng điên. Hắn mới vội vàng đứng dậy, lắp bắp mà nói. Không có gì. Men trụ trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán, lý trí của hắn cũng quay trở lại. Chẳng nói chẳng rằng, Tùng vội vàng trời đi mất, để lại một mình hậu em đứng đó. Hậu em đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Tùng không biết hết rằng hậu em đã nhận ra được hắn,
kẻ trấn lột tiền của hai đứa trẻ bán vé số chỉ ít phút trước khi chúng bị tai nạn giao thông. Gió lạnh thổi qua làm cho người ta cảm thấy gai người. Hậu em chỉ mặc một cái áo sơ mi đen mỏng đứng ở ngoài đường. Hôm nay có việc phải đi ra ngoài, mãi đến giờ này mới về được tới gần nhà. Dọc đường lại vô tình gặp phải một thằng đực rựa đang chắp tay vái lại vào không trung liên hồi. Hậu em còn tự chửi thầm trong bụng, định bỏ đi luôn, nhưng thấy cũng tội nên mới lại đập vào vai của hắn. Ai ngờ đâu còn bị hắn lại cho mấy cái, muốn tổn thọ mất mấy năm. Anh chậm rãi từ từ quay về nhà. Bên trong góc tối có một đôi mắt đỏ đang nhìn về phía anh. Hậu em về đến khu trọ, mở cửa bước vào trong. Anh ngả lưng ra ngủ một giấc thật sâu. Mấy ngày hôm sau nữa lặng lẽ trôi đi trong thầm lặng. Dù việc của ngày hôm đó cũng chỉ có một mình Hậu em và Tùng biết, anh cũng chẳng rảnh rỗi để mà kể với ai. Ngày nghỉ của công nhân như anh chính là ngày chủ nhật. Bình thường thì ngày này Hậu em sẽ ngủ một giấc tới chiều, thức dậy ăn uống, rồi ngủ thêm một giấc nữa đến sáng mai đi làm. Thế nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ do tối qua ngủ sớm nên sáng chủ nhật tuần này Hậu em mới có thể thức sớm như vậy. Đã thức rồi thì phải làm cái gì ăn sáng. Hậu em nấu một tô mì, ăn uống xong xuôi lại có hứng ra đứng trước cửa ngắm nghía đường đi. Anh đi ra phía trước khu trọ, lấy một cái ghế ngồi ở trước khoảng sân. Kế bên đó có một tụm phụ nữ của khu trọ đang ngồi buông dưa lê từ trước. Ngày nghỉ nên đa phần họ đều ở nhà. Cơm nước xong xuôi chẳng có gì làm nên mới tụ tập ra đây ngồi nói chuyện. Việc này cũng chẳng có gì là lạ. Chẳng qua vì ngày này tuần trước Hậu em toàn ngủ nên thấy có chút không quen. Buổi sáng sớm trong lành, anh ngồi hít thở thật sâu bầu không khí không chút bụi bẩn của xe cộ này. Những người đàn bà ngồi trong con nhỏ nói chuyện với nhau. Hiển nhiên mấy câu chữ trong khoảng cách ngắn ngủi đó cũng lọt vào tai của Hậu em. Dì Hằng, người phụ nữ đang giữ đứa bé gái, ngồi ở bậc thềm căn nhà lên tiếng trước. Mấy ngày nay nghe nói chỗ gần bệnh viện Mỹ Phước Tư có nhiều ma lắm. Một người phụ nữ trẻ hơn, tay đang ôm một thằng nhóc bụ bẩm, cũng lên tiếng. Dạ đúng rồi, từ cái hồi mà vụ tai nạn giao thông thằng nhỏ nào chết đó đó, là cái chỗ ngã tư đó mù hẳn luôn. Xe cộ gì chạy ngang qua là lâu lâu bị xô, bị triêu gì đó. Bà già nhất trong khu trọ cũng không ngồi im. Ôi, bị triêu gì? Hôm trước kìa, có hai thằng nó chạy xe tải, xém tí nữa là tông nhau ngay chỗ đó đó. Cái thằng nó từ trong ngã chạy ra đường lớn. Nó nói là có thấy đứa nhỏ nào đứng trước đầu xe. Nó đánh lái làm sao mà va vô cái xe thằng kia. Thế là hai thằng cùng lật luôn đó. Trời ơi, rồi sao nữa bà mợ? Thì hết rồi chứ sao. Ý là chỗ cái ngã tư đó đó, cái thằng nhỏ đó chết mà vẫn còn ở đó. Dì Hằng lại lên tiếng. À, không biết người thân của nó ở đâu á, mà không ra trước nó vậy. Cha mẹ đâu để nó nằm đó ha. Bà mợ cũng chẳng hiểu nghe ngóng được tin tức ở đâu, bắt đầu kể tiếp câu chuyện về thằng nhỏ bán vé số. Cha mẹ gì, tại con cứ ở nhà trông em bé, mấy đứa còn lại thì đi làm không biết đâu chứ. Thằng nhỏ đó còn có một đứa em nữa. Hai đứa nó đi bán vé số lang thang đâu đây nè. Cứ tầm tầm tối khuya là tao lại thấy nó đi vô cái đường giải trọ của mình, rồi đợi ở tuốt cuối đường chờ đưa tiền cho một thằng nào đó. Mấy người phụ nữ im lặng chờ người đàn bà già nua kể tiếp. Ê, tao nghe người ta kể lại á, hai đứa này nó bỏ nhà đi. Mẹ nó cũng chết trong một vụ tai nạn xe đâu gần đây á. Sau cái cha nó rượu chè, không có lo gì cho nó. Một bữa mà cha nó say rượu làm sao á, đánh hai đứa nó.
ông lấy chai rượu đập vô đầu con em. Rồi không may miếng chai bể làm sao ghim luôn vô mắt con nhỏ. Thằng anh vừa khóc vừa chạy ra ngoài nhờ người ta cứu. May mắn mà con em nó thoát chết, nhưng mà bị mù một bên mắt. Cũng từ đó cái thằng anh dẫn con em đi lang thang luôn. Trời ơi, sao mà tội dữ vậy? Ừ, tội thiệt á. Cha mẹ gì mà ác dữ thần ôn vậy? Dì Hằng lại hỏi tiếp. Ủa vậy chứ ông không kiếm hai đứa nhỏ về sao mợ? Tao đâu có biết, mà chắc là không đâu. Nếu kiếm về thì hai đứa đó đâu có lang thang rồi bị tông xe. Ủa vậy sau khi thằng anh bị tai nạn á, rồi con em đâu rồi? Sao tao biết mày? Tao có đi theo tụi nó đâu mà biết. Chắc cũng có người nhận nuôi rồi đó. Mấy người phụ nữ tiếp tục nói chuyện. Cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối của họ, hầu em đều nghe hết không sót một chữ nào. Nắng chiều lên cao chiếu xuống đỉnh đầu, cái gắt gỏng cùng sự khô hanh làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Chắc có lẽ cũng đã 9-10 giờ sáng. Hậu em thấy không còn chuyện gì đáng để nghe nữa, nên dọn cái nhựa sang một bên rồi trở vào trong phòng nằm. Trưa sắp đến, nắng càng hanh hơn. Đầu nhà trọ, các bà các chị đã giải tán về nhà nấu cơm trưa. Cũng chẳng ai muốn nói chuyện trong cái thời tiết oi bức như thế này. Câu chuyện về thằng bé bán vé số cứ lảng vảng trong đầu anh. Hậu em nằm trên nệm, hết xoay người sang trái, lại xoay người sang phải, cứ trằn trọc mãi không thôi. Sau cùng vì cảm thấy không thoải mái, anh ngồi bật dậy, chốt một chai coca ra uống. Cây đàn cò trong góc phòng đột nhiên đổ ra ngoài. Hậu em đi lại, dựng nó lên, dựa vào tường. Chỗ đầu của cây đàn có chạm khắc hình một con chim hạc. Nước đàn cũ kỹ đến không thể miêu tả nổi. Anh quyết định tìm một cái khăn ướt lau qua cho sạch bụi. Quay qua quay lại cũng muốn 1 giờ chiều. Cơn buồn ngủ mới chịu ập đến chậm rãi, khiến cho hậu em cảm thấy lâng lâng. Anh thôi không ngắm nghía cây đờn nữa, mà trèo lên nệm nằm nhắm mắt đi. Hậu em ngủ rất say, rất sâu. Anh hay bảo giấc ngủ đưa con người ta đi lạc vào một thế giới khác. Nhưng có khi chính anh cũng không rõ, có phải trong hiện tại mình có đang đi lạc hay là không. Trời về chiều nhanh tối. Khoảng thời gian này không hiểu sao lại trôi qua nhanh đến vậy. Mới ngủ trưa từ 1 giờ chiều, chớp mắt một cái đã gần 3 giờ. Mấy hôm trước trời rất lâu tối, không hiểu sao hôm nay thoáng một cái thì đã muốn như 6 giờ chiều rồi. Ánh mặt trời vội vã đến độ khiến cho người ta phải phát tức. Hậu em tỉnh dậy, cái bụng đói cũng nhanh chóng kêu gào sau một giấc ngủ dài hẳn cả 4 tiếng. Anh đi tắm cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục nấu một gói mì làm buổi tối. Nhanh thôi, khuya sẽ đến. Bóng đêm sẽ bao trùm lên khắp ngõ ngách và các con đường lớn nối liền ra trung tâm thị xã. Giờ mà con người đã ngủ say, cũng là lúc mà ma quỷ cô hồn cùng nhau ùa ra đường, hoặc lẩn khuất đâu đó trong chốn tối tăm nào đó, nhìn những con người sống về đêm vẫn còn lang thang nơi góc phố. Những đôi mắt đỏ và vô hồn nhìn những đứa trẻ lang thang, những người tàn tật và những người bán dạo. Khi còn sống đã từng là người, vậy chúng có cảm nhận được nỗi cơ cực và khổ sở mà những con người đang thức cùng chúng phải gánh chịu hay không? Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, ánh đèn đường chập chờn như muốn tắt. Góc ngã tư đường, cái cây nghiêng người từ bên trong vách tường để xòe ra những tàn lớn và trầm trạp của nó ra bên ngoài, vô tình làm cho không gian trở nên u tối và quỷ dị hơn. Dưới tán cây, quả thật có một hình hài bé nhỏ đang ngồi co ro. Nó đưa đôi mắt nhìn bóng đèn, chốc sáng chốc tối, như một thú vui tiêu khiển. Hồn ma chắc không biết nhìn đồng hồ trong nhà hộ dân, nhưng chắc có lẽ cảm nhận được thời gian. Chí ít bây giờ nó cũng biết được là đang tối khuya. Khuya đến độ chẳng có một thằng say rượu
hay nghiện ngập nào đi ngang qua. Chỗ này không tối cũng không sáng, mức độ nhìn thấy khi có ánh đèn và ánh trăng trên đầu cũng vừa vừa. Ấy thế mà cái thằng xe tải khốn nạn hôm đó lại không nhìn thấy nó mà tông thẳng vào một mạch. Trong phút giây ngắn ngủi sắp trút hơi thở cuối cùng, tự dưng nó thấy mình lạc lõng đến lạ. Nó nghe thấy tiếng em gái nó khóc, tiếng em nó gào sát bên tai, nhưng nó vẫn chẳng thể mở nổi mắt để chạm vào. Rồi nó thấy kế bên nó, mẹ nó đang đứng bên cạnh nở nụ cười hiền từ. Phải chăng cùng một người đã trao cho nó hai lần sự sống, để rồi ngày hôm nay nó lạc mình giữa hư không? Nó nhớ lại vụ tai nạn lúc nó còn bé xíu, ánh mắt thơ ngây in đậm người phụ nữ lấy thân mình chắn cho chiếc xe đang lao đến, lúc nó đang cầm trái banh ngoài lòng đường đẩy xe. Nó muốn một lần nữa tay chạm vào đứa em gái mù đang gào thét. Thế nhưng khi giật mình tỉnh lại, đã chợt thấy bản thân phía sau một bóng lưng gầy guộc của một người thanh niên. Nó đột nhiên cảm thấy mông lung và sợ hãi. Thằng bé tựa người vào vách tường, tán cây tùm che mát là chỗ trú cho nó. Cũng kể từ ngày hôm đó, nó chẳng thể rời khỏi đây được nữa. Ánh mắt buồn trầu nhìn về phía bóng đèn đường kia, nó hình dung con em gái đang ngồi nở nụ cười thật tươi. Trên tay em là mấy đồng bạc lẻ bán vé số kiếm được. Nó nhớ em nó quá. Đang trong cơn mê man, chợt nó giật mình bởi sự chuyển động. Tán cây bị nhấc lên, làm ánh đèn đường chiếu thẳng vào bên trong góc tượng. Nó hốt hoảng lùi về phía sau. Tự dưng ở đâu lội ra thêm một người nữa, làm tâm trí của nó bị chững lại. Người thanh niên đó cầm theo một cây đờn mà nó không rõ là đờn gì. Hình như chỉ loáng thoáng từng thấy xuất hiện đâu đó trong mấy cái đám ma mà nó vô tình đi ngang qua rồi ghé vô bán vé số. Nó chờ xem người thanh niên áo đen chẳng thấy được mặt mũi kia sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chẳng có gì cả. Người thanh niên ngồi xuống ngay chỗ nó vừa ngồi ban nãy, tán cây cũng trở về vị trí cũ, nên chính nó cũng chẳng thấy được mặt người thanh niên kia ra sao. Nhưng hình như người này chỉ là một con người bình thường, vì hắn đi xuyên qua nó. Nó tò mò tiến lại gần, trong đầu không khỏi thắc mắc, ở đâu ra cái ông điên cầm cái đờn ngồi giữa đêm ở đây vậy? Thằng nhỏ cũng là lần đầu tiên trong đời thấy cái trường hợp này. Người ta đánh đợn xin tiền thì đến mấy chỗ đông vui mà xin, ai lại chui vào một xó xỉnh để hiến máu cho mũi cho ngồi đợn lúc 12 giờ đêm? Thằng bé xác định luôn, ông này không bị hâm thì cũng bị điên. Dáng vẻ người thanh niên hơi khom, chiếc áo sơ mi đen làm lộ rõ tấm lưng gầy guộc như một thằng nghiện không hơn không kém. Bóng dáng lưng gầy và cứ khom khom, xong lại lủi thủi một góc tối thui như thế này, làm thằng nhỏ tự dưng thấy sợ. Nó tự làm mình giật mình rồi lùi về phía sau. Có khi nào là mấy thằng hút chích hay không? Chợt hai tay người thanh niên khẽ động đậy, thằng nhóc đứng im chẳng dám nhúc nhích. Người thanh niên chỉnh lại dáng ngồi, đặt cây đàn vào giữa, một tay cầm đàn, một tay cầm dây kéo. Nó lại chờ xem người thanh niên làm gì. Người thanh niên nhẹ nhàng kéo dây đợn, một âm thanh sầu não vang lên. Nó ngơ người ra, tiếng đàn chẳng khác nào tiếng đàn trong đám ma nó hay nghe. Người thanh niên cứ kéo liên tục không ngừng, làm cho thằng nhỏ càng hoang mang. Được 5 phút, thằng nhỏ cứ đứng nhìn người thanh niên xa lạ kéo đàn giữa đêm. Hắn cũng chẳng làm gì thêm, nên nó cũng không để tâm tới nữa. Hóa ra trên đời còn nhiều chuyện lạ đến như thế. Thằng bé đành tựa người vào tường, nghe tiếng đàn nỉ non tréo trắc bên tai.
Bỗng chốc nó cảm thấy đôi mắt của mình thật mỏi mệt, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài. Nếu có mẹ ở đây, mẹ sẽ cho nó tựa vào và dỗ dành nó ngủ. Nó nhìn người thanh niên kia mà không dám khép mắt lại, chỉ sợ một lần nữa nhắm đi, lúc đó mở mắt ra thì lại ở một nơi khác, chứ không phải góc phố ngã tư này. Hoặc có lẽ nó sợ tiếng đàn kia xâm nhập vào trí não của nó, làm những mảnh ký ức tươi đẹp còn sót lại về mẹ, về em gái của nó tiêu tan vào hư không. Tự dưng nó thấy chơi vơi, rồi nó từ từ nhắm mắt. Nó thấy mình đứng dưới trời nắng, ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy toàn thân người nó. Tiếng đàn đã biến mất từ khi nào. Bên cạnh thằng bé hình như còn có thêm một người nữa, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Nó chỉ cảm giác như thế là vì cứ thấy bản thân đang bị theo dõi bởi một ai đó ở sau lưng. Nó cũng không quan tâm, cố gắng tận hưởng sự thoải mái hiếm có này. Đột nhiên bên tai nó vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Anh ơi! Nó ngước nhìn về phía trước, hiển hiện trước mắt nó là một bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Em gái nó, là em gái nó đây mà. Em đứng đó, nó chạy lại thật nhanh. Con em mù lòa nở nụ cười đã rất lâu rồi nó không được thấy. Hai anh em gặp nhau, lòng nó như muốn vỡ òa ra. Nếu đây là mơ, nó cũng xin được mơ mãi mãi. Anh ơi, dắt em về nhà đi anh. Thằng anh quỳ một chân xuống, lấy tay xoa đầu con em. Nếu là lúc nãy, chỉ mới vài phút trước đây, nó vẫn còn đang bị giam cầm ở chỗ ngã tư, thì bây giờ có thể thoải mái tự do đi lại. Thằng nhỏ cảm giác như một phép màu nào đó đã xảy ra. Em gái đến gặp nó và hai anh em cùng nhau về nhà. Nó liền vội vàng đồng ý với em. Ờ, được được, để anh dắt em về. Rồi nó cầm tay con em mà dẫn đi. Nhà thằng nhỏ không xa, cũng nằm trong khu này. Hai anh em nó đi bộ dọc theo những ngôi nhà đã khép kín cửa. Thật quái lạ, sao đang ngày sáng chói chang mà nhà nào cũng đóng cửa kín mít như thế kia. Nó đi đến đầu đường DB8 thì quẹo sang trái. Đi thêm một mạch nữa thì lại rẽ trái vào đường DB5. Hai đứa trẻ đi không nhanh, vừa đi vừa im lặng. Đáng lẽ khi gặp nhau, chúng phải vui sướng và có nhiều chuyện để nói lắm chứ. Thế mà giờ đây cả con em và thằng anh đều không nói được với nhau câu nào. Chắc có lẽ cả hai đang tập trung đi cho thật nhanh để mau được trở về sau bao nhiêu ngày xa cách. Khoảng tầm đến gần cuối đường, khi mà các dãy nhà trọ và nhà dân đều ít đi, thằng anh nắm tay con em bước vào một ngã rẽ bên tay phải. Con đường này không được trải nhựa như những con đường trước đó chúng nó đi, mà là đường đất. Thật ra là một con đường mòn nhỏ nằm sâu trong một cánh đồng cỏ lau rất lớn. Cánh đồng cỏ này lại nằm sau một tòa nhà cao chót vót. Hai anh em lấy tay giạt những nhành cỏ mềm ngã xuống đường chúng đi. 10 phút sau, một túp lều lụp xụp hiện ra trước mặt. Con em buông tay thằng anh, chạy thật nhanh về phía trước. Căn lều rách nát cũng không hẳn là lều. Trong nó nhìn giống như một cái láng được lợp bằng tôn và dựng tựa lưng vào tòa nhà cao ở phía sau. Mái tôn cũ kỹ rỉ sét, có cái cũng không đẹp vẹn nguyên mà thủng lỗ chỗ. Chẳng có cánh cửa nào để mở ra. Dù vậy bên trong vẫn tăm tối đến lạ. Thằng anh không vào trong mà cứ đứng ngay ở trước cửa nhà. Không hiểu nó cảm thấy như thế nào mà lại nhắm mắt. Tự dưng trong đầu nó nhớ về một mớ những chuyện xưa cũ. Đâu đó vang lên bên tai tiếng còi xe inh ỏi. Cả người của nó bị đẩy bật ra. Nó nghe tiếng thắng xe ken két, tiếng người ta la, tiếng cha của nó gào khóc. Kế bên là đứa em đang được cha nó bế ở trên tay.
Nó không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cả người mẹ nó toàn máu, nằm đó bất động. Nó cố lay gọi nhưng vô vọng. Mẹ nó vẫn nằm im, ánh mắt mẹ lờ đờ nhìn nó rồi từ từ khép lại. Chẳng có cái đám tang nào diễn ra. Mọi việc chắc có lẽ đều được ba nó lo một cách chu toàn, nên nó cũng không rõ. Ít ra nó nghĩ như thế. Nó nào biết nhà nó nghèo đến độ làm gì có tiền mà làm đám ma cho mẹ. Cũng kể từ đó, nó chẳng bao giờ được gặp mẹ, và ba cũng thay đổi hẳn đi. Phải chi mẹ vẫn còn, có lẽ gia đình nó vẫn còn là một gia đình êm đềm hạnh phúc. Ngày nào ba nó về nhà cũng say xỉn. Ông say, nhưng nỗi đau mất vợ vì thằng con ham chơi chạy ra đường vẫn chưa bao giờ ngủ yên. Thế là ông đánh nó mỗi ngày với những câu chửi rủa thậm tệ. Thằng mất dạy, thằng bất hiếu, sao mày không chết đi cho tao nhờ? Vì mày mà mẹ mày mới chết đó. Từng câu từng chữ như mũi kim lạnh lẽo đâm vào da thịt nó, rồi nằm luôn ở trong đó, chẳng thể nào rút ra được. Không hiểu tâm trí phục nhanh như thế nào mà nó đã đứng ở trong nhà. Căn nhà tăm tối có bóng đèn chữ U treo lủng lẳng trên đầu. Xung quanh chân nó, mảnh chai thủy tinh văng tung tóe. Nó thấy cha nó thẫn thờ nhìn về một chỗ. Mùi rượu nồng nàn bốc lên từ người ông. Mùi rượu lẫn vào mùi đất, mùi máu và cả mùi nước mắt. Con mắt phải của em nó ghim một mảnh thủy tinh, làm cho con bé gào khóc lên dữ dội. Nó trơ mắt nhìn, cố chạy thật nhanh để nắm lấy tay em, để chắc nó chạy ra khỏi nhà. Nhưng cuối cùng, cái nó chạm được chỉ là không khí. Cả thân thể của nó xuyên qua tấm tôn lợp nhà. Tiếng đàn sầu não lại nỉ non bên tai. Linh hồn thằng nhỏ bừng tỉnh, đôi mắt nó nhìn xung quanh. Nó nhìn khắp mọi nơi để xác định xem mình đang ở đâu, và tìm kiếm đứa em gái mù lòa của nó. Nó lại được một phen nữa ngơ ngác đến ngu ngơ. Ngoài trời vẫn tối đen, thậm chí là đen hơn trước. Âm thanh của dế và ếch nhái vang lên trầm tràng như bản hòa ca của dàn nhạc trong bụi rậm. Nó đang ở trong nhà, ngay chính giữa cái nhà, chỗ cái bàn mà gia đình nó vẫn hay ăn cơm. Bóng đèn chữ U đã tắt ngấm, mùi rượu nồng thoảng ngang qua cánh mũi. Từng chi tiết chân thật đến đáng sợ, làm nó cứ ngỡ như một giấc mơ. Nhưng chính những âm thanh bên ngoài và bầu trời tối đen đã báo cho nó biết khung cảnh này là thật. Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, hay bằng lòng hảo tâm của ai đó, một hồn ma lang thang ngay góc ngã tư như nó đã được rước về nhà. Trí óc nhỏ bé vốn nghĩ rằng trên đời này thứ thần thông quảng đại nhất mà nó từng nghe chính là các hồn ma lang thang còn vương vấn cõi trần. Đến khi làm ma rồi lại mới biết, hóa ra ngay cả ma cũng bị người ta lừa. Nó như một đứa trẻ đi lạc, vô tình bước chân vào cõi giấc mơ. Nỗi lòng của nó trỗi dậy, để nó sống lại những ngày trước đó. Tiếng đờn vẫn còn vang bên tai, nó lao ra ngoài. Là bài nhạc trong đám ma mà mấy lão già vẫn hay kéo. Tiếng đờn nhỏ dần rồi im bặt. Gió thổi làm những nhánh cỏ lông mềm yếu lay lay. Một vài ngọn cỏ đổ rạp xuống đất bị nó lướt ngang qua. Nhưng chẳng có ai trên con đường mòn đầy cỏ đó. Bất chợt trong đầu nó hiện ra hình ảnh bóng dáng của người thanh niên với tấm lưng như thằng nghiện và cây đờn trên tay của hắn. Ánh trăng vàng chiếu xuống ngay lúc đám mây đang vừa tan, chiếu trội lên một hình hài không có bóng. Thằng bé hụt hẫng quay trở vào trong nhà. Căn nhà ộp ẹp chẳng có nổi cái cửa để đóng.
gió lùa vào trong mát rượi, hơi lạnh buổi đêm làm cho người ta phải rùng mình. Nó đã trở về nhà sau bao tháng ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ, trở về và gặp cha và hồn mẹ, nhưng không phải bằng hình hài mà họ đã tạo ra. Cũng là trùng phùng nhưng âm dương cách biệt, với nỗi lòng thù hận của một hồn ma chết trẻ. Nó đã trở về sau bao nhiêu tháng ngày cách biệt, nhưng em gái của nó không có ở đây. Nó nhìn về phía chiếc giường tre mục nát, người đàn ông nó ghét đang nằm trên đó trong giấc ngủ mơ màng. Nó tiến lại gần để nhìn cho rõ. Cha nó co ro chẳng có tấm mền đắp lấy thân gầy trong đêm tối giá lạnh. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào đôi mắt nhăn nheo đã nhắm lại. Hai tay ông ôm lấy thân người gầy nhôm, khung xương sườn dính vào da. Mùi rượu bốc lên nồng nặc khiến cho nó càng khó chịu. Nó nhìn cha nó thật lâu, cơn giận dữ trong lòng bùng lên dữ dội. Hai mắt nó đỏ ngầu như hai cái đèn người ta vẫn hay dùng để thắp sáng bàn thờ buổi đêm. Mặt nó tím tái lại, cả người nghiêng về một bên. Cơn giận dữ của thằng bé đã làm nó trở về với hình dạng lúc bị xe tông chết. Cả người nó toàn máu là máu. Nó nghiến răng ken két mà kêu lên: "Ông phải chết!" Âm thanh như từ địa ngục vọng về đã làm cho người đàn ông trên giường tỉnh giấc hoàn toàn. Bà nó bừng tỉnh ngồi dậy, sự sợ hãi hiện rõ trên nét mặt của ông. Đôi mắt đục ngầu cũng không kém một con ma của ông, biểu thị rằng ông đã nhận ra con mình, nhưng dưới một hình hài khác đầy ghê sợ. Lão già nghiện rượu hơi lùi về phía sau. Khóe miệng ông trung trung, hình như định nói điều gì đó, nhưng chẳng bật ra nổi thành câu. Nó cũng chẳng chờ ông nói mà lao nhanh tới, đưa đôi tay đầy máu bóp chặt lấy cổ ông, ghì mạnh ra đằng sau. Người đàn ông già bần thần trước mọi thứ đang diễn ra, miệng há ra, cố hít thở chút không khí cuối cùng ngay khi còn có thể. Nó lại lên tiếng đai nghiến: "Ông chết đi!" Trong đầu nó hiện ra liên tục những hình ảnh của quá khứ. Cảnh ba đánh nó bằng trôi mây đến trách cả chân. Cảnh ba đập chai rượu xuống đầu nó bật máu. Cảnh mảnh vỡ thủy tinh từ chai rượu văng ra, ghim vào mắt đứa em gái đang đứng gần đó. Tất cả mọi thứ như vừa mới hôm qua, tiếp thêm cho đôi bàn tay của nó một sức mạnh kinh hoàng để ghì chặt lấy cổ ba ruột của nó. Người đàn ông đưa tay lên định gỡ tay nó ra, nhưng cái ông chạm vào lại chính là cổ của mình. Mắt ông trợn ngược lên trắng dã. Nó càng cố gắng siết chặt hơn. Ba nó không còn bùng vẫy hay chống đối nữa. Không biết do cơn say rượu đã cướp đi hết sức lực của ông, hay là do ông đã không còn có ý định chống trả. Tay ông buông lơi thả lỏng, nó lại tiếp tục thêm lực. Không hiểu ở đâu mà cả linh hồn nó tràn trề sức mạnh đến đáng sợ. Bất chợt bên tai nó lại vang lên tiếng đờn. Cũng đúng là tiếng đờn ban nãy, nhưng không phải bài lúc nãy nó nghe. Nó cảm giác tiếng đờn ngay sát nó, tuy lớn nhưng lại dịu dàng như tiếng mẹ nó ru. Tai nó lỏng dần, lỏng dần. Cả linh hồn như mất đi ý thức mà chìm vào một cõi khác. Nó biết mình một lần nữa lại lạc vào trong miền giấc mơ, nhưng nó cam tâm như thế. Những ký ức từ thuở xưa bé ùa về. Lúc mà mẹ nó còn sống, em nó còn là một đứa trẻ sơ sinh, và ba nó không nghiện rượu. Cả gia đình cùng sống trong căn lều dựng dựa vào chung cư, tuy nghèo mà hạnh phúc. Ba nó bế nó đặt lên cổ ngồi. Mùa cỏ lông đến, ba nó cứ để nó như thế chạy nhông nhông khắp cánh đồng. Mẹ nó chăm em để ba đi làm. Ngày nào về, ba cũng hôn lên má nó và quay vào trong nhà bế em. Ba nó đã từng là một người cha rất tốt. Chính là áp lực cuộc sống và ma lực đồng tiền
đã biến một siêu anh hùng vĩ đại trở thành một con quỷ dữ đầy hung hăng. Nó thẫn thờ, chợt bên tai nó vang lên tiếng gọi của ba nó đầy thân quen. Con ơi! Giọng nói của người đàn ông đang lấy hơi lên vì khó thở, nghe như bị đứt quãng. Nó lại bừng tỉnh giữa cõi mơ. Không biết từ bao giờ nó đã trút tay về. Tiếng rền vang bên tai cũng biến mất. Các người ba nó mềm nhũn đổ ập xuống chiếc giường tre. Đôi mắt đục đục nhìn về hướng nó. Ông cố gắng ra sức gọi trong cơn nghẹn ngào. Con ơi con! Nó cận lại, nó thấy ba nó khóc. Lần đầu tiên từ sau ngày mẹ nó mất, nó mới được thấy ba nó khóc. Giọt nước mắt rơi trên chiếc chiếu mục. Ba nó nhìn nó mãi. Nó cũng vậy, cũng nhìn ba. Ông dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay về phía nó. Hình như ông muốn ôm lấy hình hài đáng sợ này của nó. Trong lòng nó, mọi sự tức giận và thù hận ban nãy đều tan biến đi. Nó buồn bã nhìn ba. Giọng nói của đứa trẻ như tiếng đàn nỉ non, làm người đàn ông đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời, lòng dạ sắt đá đến nhường nào cũng phải đau lòng. Ba ơi, con chết rồi. Trong đôi mắt đục ngầu của người đàn ông phản chiếu lại hình ảnh một linh hồn bé nhỏ đang cần ông che chở. Thằng bé trở lại với dáng vẻ đứa trẻ trách trưới, nhưng trên môi của nó đã nở thêm một nụ cười. Nó từ từ quay lưng về phía ông, và mắt ông cũng từ từ khép lại. Thằng bé thấy cha mình đã nhắm mắt, hơi thở tuy yếu nhưng vẫn ổn định, làm nó an tâm hơn. Tấm lòng nhỏ bé làm nó thấy tội lỗi. Ba nó chỉ tạm thời ngất đi vì mệt thôi. Nó tiến ra khỏi nhà. Dưới ánh trăng mờ ảo, có ai đó đang đợi chờ nó ngay trên con đường mòn giữa cánh đồng cỏ lông. Là mẹ. Mẹ của nó. Mẹ nó đang đứng đó. Bà nở nụ cười hiền từ với nó, hệt như ngày còn sống. Nó lao nhanh về phía mẹ. Bà giang tay ôm lấy nó vào lòng. Cả hai mẹ con cùng dắt tay nhau sải bước trên con đường mòn, không rõ là đi về đâu. Hai người mờ nhạt dần, rồi khuất hẳn sau đám cỏ lông đang lay động mãnh liệt vì cơn gió lớn. Ngoài trời trăng vẫn sáng, mây đen dần tan, gió cũng dịu dàng và tiếng ếch nhái vẫn trăm trang. Bản hòa ca của dàn nhạc sĩ ban đêm trở nên dễ chịu và êm ái hơn. Trên trời, một ngôi sao sáng chợt vụt qua, chợt sáng, chợt lụi tàn, rồi chợt tắt. Sáng sớm ngày hôm sau, Bình Minh thức dậy, cởi lớp áo bóng đêm của không gian, khoác lên đó là tia nắng đầu ngày ấm áp để chào ngày mới. Mọi người cũng tỉnh giấc để bắt đầu một ngày làm việc mới của tuần mới. Hậu em cũng tung mền bật dậy, cả người anh uể oải đến không thể tả được. Cây đờn cò nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Anh ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm đầy biến động, chạy đi chạy lại. Đứng thẳng người lên rồi uốn éo mấy vòng. Các khớp xương kêu lên mấy tiếng trơm trớp, nghe như muốn trớt ra ngoài. Dù vẫn còn mệt và buồn ngủ, nhưng anh cũng đánh răng cho tỉnh táo, cho vội vàng đi bộ đến công ty. Phận công nhân đi làm bằng chân thì cũng phải tranh thủ. Nếu không phải tự ý nghỉ ngang sẽ ăn bản cảnh cáo, thì anh cũng ở trong phòng đắp chăn mà ngủ cho sướng thấm thân. Các con đường từ từ trở nên tấp nập, người đi làm đổ ra đường từ tứ phía. Có công nhân, bác sĩ, công an, văn phòng, đủ loại ngành nghề chạy ra đường rồi hòa vào nhau. Bóng dáng gầy guộc của Hậu em như muốn tan vào trong đó. Từng bước chân vội vàng và đôi mắt ngó trước ngó sau vì sợ lạc đường.
Hậu em nhanh chóng ngã về phía ngà rẽ hướng đến công ty, chạy thật nhanh vào cổng rồi vào phân xưởng để làm việc. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua nhanh, hiển nhiên là thời gian cũng chẳng bao giờ muốn nhún nhường trước bất kỳ thứ gì. Hậu em nhanh chóng tan ca. Hôm nay không phải tăng ca nên được về sớm dù là đầu tuần. Tết đến gần nên không khí ngoài đường cũng nhộn nhịp hơn bình thường một chút. Dọc các hàng quán, anh đã thấy chủ quán bắt đầu trang trí Tết. Đầu đầu cũng bán các mặt hàng chuẩn bị cho Tết đến xuân về. Hậu em định rẽ vào đường DB8. Đi được vài bước thì anh chợt khựng lại. Không hiểu sao trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của một người đàn ông nằm trên chiếc chiếu mục. Không hiểu sao anh lại quyết định ghé vào mua mấy chục trứng với một ít gói mì rồi mới đi tiếp. Hậu em đi một mạch tới nhà của thằng bé, bước qua đám cỏ lông tùm. Đôi chân dài sải bước thật mau để bước đến nhanh căn nhà lụp xụp trước mặt. Ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào trong, còn một chút nữa mới đến được nơi cần đến, nhưng anh đã dừng lại. Tự dưng đến thăm nhà người ta mà không quen không biết gì hết. Người ta có chửi mình khùng không ta? Anh cố suy nghĩ một cái cớ thật hợp lý trước khi bước vào trong nhà. Đang đứng tìm lý do thì chợt anh bắt gặp một ánh mắt đục ngầu từ trong nhìn ra. Bốn mắt nhìn nhau khiến cho hậu em chết đứng tại chỗ, nhất thời chưa biết phải nói gì. Người đàn ông khó nhọc bước ra ngoài, đôi chân hình như bị tật do một vụ tai nạn nào đó khiến cho ông đi đứng rất khó khăn. Anh đến đây tìm ai vậy? Hậu em chưa biết trả lời làm sao thì bên trong lại có bóng dáng nhỏ bé chạy ra. Con bé dị tật ở mắt la lên: "À, chú!" Hậu em cũng bất ngờ, cứ tưởng là con bé không biết nói chuyện. Ai ngờ đâu hôm nay nó la lên được 2 tiếng. Người đàn ông trong nhà liền thay đổi thái độ, quay sang nói với anh: "Cậu chủ nhà đi." Hình như cô con gái nhỏ được ai đó tốt bụng dắt về nhà theo sự chỉ dẫn của nó, để gặp lại người cha ruột mà mấy tháng trời chưa từng thấy mặt một lần. Con bé buồn trầu ngồi trong một góc, nét tinh nghịch của một đứa trẻ con vốn có đã biến mất từ khi nào. Hình như cái chết của thằng anh đã tạo ra trong đầu nó một góc tối khó ai xâm nhập được. Hậu em ngồi đối diện với người cha. Người đàn ông bị đục hai mắt, cố tình nhìn thật rõ khuôn mặt của anh trong những tia nắng xuyên qua các lỗ li ti trên các tấm tôn cũ nát. Anh ngồi nghe câu chuyện của người cha kể lại. Hóa ra sau trận đánh đêm hôm đó, mảnh chai bị bay vào mắt con bé nhỏ. Thằng anh dẫn con em chạy ra khỏi nhà. Ông say rượu đến sáng hôm sau mới tỉnh hẳn. Ông cố gắng đi tìm con nhưng vô vọng. Ông vừa phải đi làm, vừa phải cố gắng hết sức để đi tìm kiếm con. Thế nhưng không hiểu vì sao, cái khu này vốn chỉ bấy nhiêu con đường thế thôi, mà đến bóng hình hay một chút chi tiết về chúng, ông cũng tìm không ra. Chuyện buồn này với chuyện buồn kia cứ nối tiếp nhau liên tục. Vợ mất, hai đứa con duy nhất cũng bỏ ra đi. Trong một lần làm phụ hồ ở công trường đang thi công, giàn giáo bị sập, các thanh sắt đè lên chân ông làm đứt các dây chằng đi. Cũng kể từ đó việc đi lại của người đàn ông trở nên khó khăn hơn. Ông chỉ có thể di chuyển ở những khoảng cách gần, chứ không thể đi xa như trước đó. Thế là ông phải nghỉ việc hẳn, sống bằng tiền người ta thương tình cho, và đi lượm ve chai gần nhà để đổi lấy bữa cơm vặn bụng. Việc tìm con cũng phải gác lại vì ông cũng hết cách rồi. Còn về phần hậu em, khi con bé được người ta đưa về nhà, nó đã kể lại rất nhiều chuyện cho ba nó nghe. Trong đó hiển nhiên cũng có người thanh niên gầy như thằng Nghiện đã giúp anh nó mua hết số trổ kẹo cao su, cho bị thằng Tùng trấn lột hết tiền đi. Thế nên khi con bé vừa la lên lúc thấy anh,
người đàn ông đã nghĩ ra là anh ngay. Hậu em đoán người đàn ông này hẳn còn phải gặp nhiều chuyện khác. Thế nhưng ông ta không kể hết cho anh nghe, nhất là về lý do tại sao đôi mắt lại trở nên đục ngầu như thế. Ông ta vẫn nghiện rượu. Hình như lúc hai đứa nhỏ bỏ đi, ông lại càng trở nên nghiện nặng hơn. Hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, nói đôi ba câu qua lại. Hậu em giống không phải người dễ bắt chuyện khi gặp người lạ. Được vài câu thì cuộc nói chuyện của họ đi vào ngõ cụt. Mắt thấy mặt trời đã tới đỉnh đầu, ánh nắng cũng không còn dịu dàng, mà thay vào đó là sự chói chang. Hậu em đứng dậy chào ra dậy. Khi anh vừa mới bước ra khỏi nhà, giọng người đàn ông đã níu anh lại, nán thêm vài phút. Cậu ơi! Hậu em quay lại, chẳng để anh nói gì, người đàn ông kia đã lên tiếng. Cậu giúp gia đình tôi một lần cuối được không? Gia đình tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Hậu em gật đầu. Được. Cậu giúp tôi tìm cái thằng tài xế đâm chết con tôi chứ. Tôi gian cậu. Nghe mà nhói lòng. Người đàn ông nghiện trụ không nghe thấy cậu thanh niên trả lời. Người đó chỉ im lặng rồi bước đi về phía trước. Cũng không rõ anh có chịu giúp ông ta hay là không. Vài ngày sau, báo đài đưa tin. Khoảng hơn một tuần trước có một vụ tai nạn diễn ra ở ngay ngã tư đường DB8 gần bệnh viện Mỹ Phước. Nạn nhân là hai đứa trẻ đi bán vé số. Một đứa trẻ đã bị tử vong tại chỗ, còn đứa em gái may mắn sống sót. Sau khi công an điều tra kỹ lưỡng, tin tức mới được lan truyền đi. Tin tức này làm cho người dân dậy sóng, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán. Thêm một ngày nữa, tin tức lại đưa tin một hộ dân gần đó đã đưa camera giám sát cho công an. Tên tài xế khốn nạn đã bị truy bắt ngay lập tức. Khi công an áp giải hắn lên xe, hắn cứ luôn miệng nói: làm ơn thả cho tôi không cố ý, làm ơn mà. Hắn cứ nói năng lộn xộn, cho cười lên như điên loạn. Đêm tối nhưng vẫn chưa khuya, chỉ mới gần 11:15, chỗ ngã tư đường đầy âm u. Ngoài đường chỉ còn chiếc xe chạy đường dài và những con cú đêm vì cuộc sống mà phải lao mình mưu sinh trong bóng tối. Bóng đèn chập chờn chớp tắt, chớp sáng. Người phụ nữ chạy chiếc xe đạp cồng kềnh dừng lại ở góc đường lục lọi thùng rác. Bà dừng lại hẳn, rồi khom người đưa tay mở nắp thùng bới móc. Từ trong con đường con hẻm chạy ra chỗ đường DB8, có một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh từ trong ra. Tài xế ngáp ngủ, mắt lim dim. Trong cơn buồn ngủ, ý thức mơ màng, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Trong ngõ có một chiếc xe bán tải đang lao rất nhanh. Người đàn bà nhặt ve chai nào đâu hay biết nên vẫn bước sang đường. Trong phút chốc ngàn cân treo sợi tóc đó, một tiếng hét của trẻ con vang lên bên tai, làm cho người tài xế choàng tỉnh dậy. Dừng lại! Ngay trước đầu xe, hình ảnh một thằng nhóc toàn thân đầm đìa máu đứng trợn trừng mắt nhìn hắn. Tên tài xế hốt hoảng đạp thắng xe. Tiếng của bánh xe tải trượt trên đường nhựa kêu lên ken két. Người phụ nữ nhặt ve chai cũng giật mình té xuống đường. Chiếc xe dừng lại cách người phụ nữ chỉ 10 phân. Tài xế vội vàng chạy xuống đầu xe kiểm tra có tông trúng ai hay không. Nhưng cậu bé ban nãy đâu thì hắn không thấy, mà chỉ thấy người phụ nữ lụm ve chai đang ngồi ở dưới lòng đường. Hắn vội vàng chạy tới dìu cô đứng dậy. Xin lỗi mà. Người phụ nữ vẫn chưa hoàn hồn sau cú va chạm lúc nãy. Một số người vội chạy tới xem xét. Nè, có sao không cô? Chú lái xe ẩu quá, đang buồn ngủ hay gì vậy cha? Người tài xế chỉ biết cúi đầu xin lỗi liên tục.
Dạ dạ, cho tôi xin lỗi mà. Một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, người phụ nữ mới có thể nói được một câu. Tôi không sao, nguy hiểm quá à, anh lái xe cẩn thận vô. Một người dân gần đó chứng kiến hết mọi việc bèn hỏi. Ủa, hồi nãy cứ tưởng chị này bị anh tông mất rồi. Hồi nãy tôi thấy ổng lao nhanh lắm mà không có kịp chạy tới, hên sao ổng dừng lại được đó. Người tài xế bèn thật thà nói. Ủa chứ không phải có một thằng bé nào đó đứng đây la lên, nhờ vậy tôi mới tỉnh ngủ mà thắng kịp đó. Ừ, chứ bây giờ nó đâu rồi? Có thằng bé nào đâu, nãy giờ tôi đứng đây có thằng bé nào đâu chứ. Người tài xế im lặng. Người đàn ông nọ ngẫm nghĩ một hồi lâu thì mới thốt lên. Ờ à, đúng rồi, khoảng một tháng trước có một thằng bé cũng bị xe tải tông chết ở đây đó. Có khi nào là nó không? Người tài xế phủ nhận ngay. Thời này rồi, ai mà còn tin vào mấy chuyện ma quỷ đó nữa. Thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên đám đông giải tán, dìu người phụ nữ sang đường an toàn, tài xế mới leo lên xe và tiếp tục lái đi. Người phụ nữ lại tiếp tục bới móc thùng rác để kiếm chai nhựa. Cung đường vắng lặng không một bóng người. Đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Hậu em xỏ một tay vào túi quần, tay còn lại cầm theo cây đờn trở về nhà. Gió thổi những nhành cây lay động lao xao, vài chiếc lá úa vàng rụng trên vỉa hè. Cửa nhà khép kín im lìm. Trong góc khuất tối tăm nào đó, vài đôi mắt đỏ dõi theo dáng người gầy guộc đang bước đi trên đường. Tiếng nhạc từ nhà nào đó vẫn còn sáng đèn, vang đi rất xa.